Đúng là không để cho người khác yên mà đang ăn ngon lại bị bắt đi làm việc. Mà sao cái số em nó khổ ghê luôn á. Đi đến đâu em cũng bị bắt làm cu li, lớn việc nhỏ gì cũng phải đến tay. Mà hai chị ơi, hai chị cứ từ từ mà đi, chậm chậm, slow motion vào, tận hưởng đi. Này, sao chị cảm thấy lời nói thì có vẻ cay cú, mà sao nhìn mặt em vui thế? À, chắc là đang giấu bọn mình hẹn hò với chàng nào rồi. Nè, có không đấy? Đâu có đâu. Em cũng ước gì em được như lời chị nói. Mà thôi, em đi trước nha. Hai chị ở lại đi. Bye bye. Đi cẩn thận đấy. Đúng là tuổi trẻ. Cậu cứ như là mình già lắm ấy. Tuổi thì không già, nhưng mà tâm hồn thì đã già nua và cũ kỹ. Này, chúc mừng cậu lần nữa nhá. Cảm ơn cậu. Chắc là bố cậu sẽ vui lắm đấy. Cậu nhắc đến bác ấy làm gì? Thì tớ cố tình mà. Tớ đang nghĩ cậu đang không công bằng ở trong chuyện này. Cậu đã thử nghĩ chưa? Nếu như chuyện này là của một người xa lạ, không liên quan gì đến bố cậu, thì liệu những việc như bác ấy làm, cậu có cảm thấy là sai trái, là không thể tha thứ được không? Bọn mình đều trưởng thành cả rồi, và cũng đều hiểu rằng cuộc sống này có vay có trả, không ai có trách nhiệm phải làm từ thiện, phải thương, phải tốt với người khác. Tớ nghĩ đến những điều cậu nói mà, tớ cũng hiểu những điều cậu nói nữa. Nhưng mà cậu lại không thể thông cảm. Tại sao chúng ta luôn bao dung với người ngoài, nhưng với người thân của mình lại luôn khắt khe? Là bởi vì kỳ vọng, hy vọng, cho nên mới thất vọng. Đúng không? Cũng nhiều lần tớ nghĩ, khi mà tớ đang đau khổ cùng cực, thì anh Tùng sẽ thế nào? Chắc chắn là anh ấy cũng sẽ đau giống như tớ. Thì bây giờ cũng vậy, bố cậu cũng sẽ đau giống như cậu, thậm chí là còn đau khổ hơn. Thì bố cậu cảm thấy có lỗi với người kia, cũng cảm thấy xấu hổ với cậu. Và vừa cảm thấy khổ sở vì sự thất vọng của cậu.